Cái lại em là. Đó,
Con tím con như xe ấy. À đúng rồi, em khoáng à đâu. Con à con bé lóm có cả hóa, mình hãy vẫn à. Con chỉ mà giống bà ngoài đang con cháu với thằng nhô đô với con mình vệ sinh cho tôi đi phụ. Táo tám của con hóa lao nhớ. Em khoáng à phải mình hãy mình giếm đô. Con bác ăn của mình cái máy mình ngủ. Con lo cái thằng này con chia như em đó này, giếm con của hóa lao nhớ. คุณเคยจริงๆตัวไหนอยู่หนูว่าการตัวมีเกี่ยวไหมต่างชั่วก็หาคุณหยานไม่เที่ยวสีหาตกหัวฟ้าแช่เนี่ยตัวล้มตกหัวจะห้อยแดดรอมาช้ามันมีตัวล้อหาคุณหยานเนี่ยตัวเนี่ยต่างนะตึกเก่าตัวกลางต่าง Bảo Nam chưa cho tiền nè tao nói mấy chàng hoa nhất kia hả mau lộ cần ai cần ai phải chịu chiếc quạt này tao nói thật với tao cần ai chưa cho nó quạt viết nhưng mà nhà nó kia mau này chàng hoa đúng chưa hả nhà lúc mày lo của má mày thảm lao mày lo cũng quạt rồi đúng cần cha mày lo cũng quạt rồi nó chứ nó tốn ngắm quần của mày nhé, nên nó ngắm quần như thế nào vậy? Giờ qua đã mình lộ, anh thưa kia hả? Nhà áo quà cung chứ nó, giờ mới chịu. Hắn chuột sâu cũng làm sâu quả vị nhà. Chuột cần diêm hả? Vừa như vừa cần diêm hả? Cùng mà cùng mà vừa phải chơi nhưng mà mình xấu nhàng điu nhà, chuột cũng đủ cả luôn đấy. Mà hả tao? Con lại tại chùa này tiền chùa nữa. Tiền à, thế này với muốn gian đồng gian đó một má mình chặt hoa hết tiền nào hả? Nhận á qua tôn trên nó đã chùa tôi là cả nhà hàng như với gian đồng gian đó mình rõ lo của má. Nhà cô nàng giờ vợ chùa sau là tại nhà tháng như quấy dọ á, gian đó đã lo miền thấy căn nó. Thank you.
không ấm mà lại nhậu bạn này dạ chú phan mà há không nhàn cứ bấm cái chuyện thôi mình tới nhàn với mình giờ về mãi nhàn tốt cứ la nhàn cần nhàn làm mấy cả đó là nó tốt cứ cần ai dành nhen tôi là hãng cảm hay gì tốt cứ tốt cũng như vẫn đang còn thiếu cứ áo không thằng này tiền chùa nữa tiền là mãi người nhà na na ôi nhà nhà lô phun bê tà lo kế hoa nước quật tập hóa phai tà màu lại nữa quên mình tới nhà nhắm cứ đi chung tàu đuối cái cứ nhà tàu áo hay la nhà tôi đã cười hả lắm bay chùa bay chùa nhắm như thế nào nhắm làm những quên rồi bây mình càng hơn mình để vẫn hoang này nhà hàng với ô phu ra la nhà mấy tuổi nó lớn hơn cung cái này cháu đã cháu cả lá không cung mà cột cung cái liền với cái đá ra dòng trao nhem có lớn cột mà nó ra với trẻ nhem em hoàng à nó làm mình hại cái chuyện gì cung cái này cô bán nhà hàng kêu mà dòng mà cung lớn cột mà đó là nhà cung đồ thì cũng cố gắng nhà hàng đại ngô mà ai là cái nhà này tuổi nhà lai đó nhà lai nên cần mình đã phi nát tôi người có đau mà vua có đau
chùa cho mẹ cung ha cung nhà mình còn trước đi bé cung mình nó à mình cứ đeo mình nó các bọn má mai bé cái nát bộ có thể ăn cái nát nó như thế thế cung mình lắm bọn đất cung em ta chùa nã em thấy chừng ai nó cái hoài thì nó cũng ăn tan mình nó đó à thường các dạo à thôi thường thường mình cứ bị chó á vậy thường mình lo biết quần vậy là lo mình lo bác muốn ăn cái lo đó thế mình táo tải lúc của ăn chứ nào nó táo tải vậy hay tập cuối chùa nè ở ngoài kia chị ạ. Chị cảm ơn em. Chị có gì gì? Các chị em có việc muốn trình báo không các chị ạ? Mời chị gọi. Có việc gì chị cứ trình bày rõ ràng để chúng tôi biết. Thưa hai anh chị, hôm qua là em hai mẹ con em có đi vào ngoài. Trên đường đi là em đến đầu làng ở trên này thì em hai mẹ con em dừng chân để nghỉ ngơi một tí xong rồi em đi vệ sinh. Vệ sinh xong em quay lại thì tìm không thấy con, không biết con đi đâu rồi, tìm không thấy, em tìm hết xung quanh ở trên này không thấy luôn. Ở trên đấy không thấy con mà trên đường đi thì em có nhặt chân dép của con em. Thì bây giờ em cần đến sự giúp đỡ của anh chị hộ em tìm con mới. Bởi vì em vừa đi vào ngoài nhưng trên này em xa lạ, em không quen biết ai. Nên em có hỏi người dân để chỉ dẫn cho em biết là chính quyền địa phương ở đây thì em muốn báo đến cho anh chị hộ em tìm con. Đoạn đường nào mà con thì lắm em có ạ, bởi vì em đến cái đoạn đấy là đầu làng xong rồi đến cái khe suối là em cho con ngồi đấy để em đi vệ sinh một tí xong vệ sinh xong quay lại thì không thấy con nữa chị. Thế là bây giờ là con nó đi làm nó có cầm búp bê hay là cái gì không, mặc quần áo như nào thì còn là đi vệ sinh. Con em thì mặc một cái áo kẻ màu hồng với lại màu trắng. Thì tóc thì có tết tóc thả hai bên thì còn váy thì mặc cái váy màu váy tầng màu đen.
con thì có nhận chân chết của con em đấy. Thế là thì ý đồng chí thì tôi sẽ đi theo chị tìm em mẹ có mẹ nhớ không? Nhờ anh chị hộ em tìm con với ạ. Vâng, thế là tí đồng chí là sẽ cùng tôi đi theo chị đi tìm xem có tìm cái gì không? Vâng. Rồi, chị ký vào biên bản xong rồi chúng ta đi đi. Thế chị ký vào biên bản. Đồng chí ơi, tình hình là như này, nước bé như này là chắc không thể cuốn trôi được con. Bây giờ chỉ có 3 trường hợp hoặc là có người dắt đi hoặc là bé nó tự đi lạc. Xe đường đi là lạc đâu. Bây giờ em với hai đứa chúng tôi là đi ra ngoài ấy, đi hỏi xung quanh làng này có ai thấy không? Đi chăm tự nhờ đi hỏi dân làng giúp em ở nhà gần đường ấy. Không có. Chị ở gần đường đã có thể
theo tình hình lúc này tôi đi quan sát ấy, là chỉ có việc chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất là trẻ tự đi thất lạc, thứ hai là trẻ bị người lạ chân đi. Thế bây giờ chỉ cứ về nhà đi xem có cái tin tức thì chúng tôi sẽ liên hệ với chị sau. Em thật sự là anh chị hộ em tìm con rồi. Không, bây giờ ở đây xa lạ em chẳng biết tìm con ở đâu nữa. Giờ chị cứ về đi, xong nào có tin tức gì chúng tôi sẽ báo chị sau nhé. Mình đi về trước đi. Bây giờ là chỉ có một trường hợp là cao nhất là bị người nào dẫn đi. Bây giờ đồng chí trình báo lên cấp trên để báo cáo cho người xuống. Vâng. Người xuống là mình mở rộng thêm, mở rộng thêm bị gì. Đi ra. Đó, mà chỉ cho người nằm bài ở đây phải, tôi cầm nằm đi phải không? Lúc ta có gì không? Có tiền. Ui, học tiền trẻ. Bây giờ là đồng chí là công tác được trình báo cấp trên này xem bị thương người của mình. Hỗ trợ trẻ.
qua ở nhà nha. Ôi. Mày đến rồi, mày chưa? Alo, mày đã đến đâu rồi? Mày lâu đấy nhở? Nhanh nhở? Con mà, thằng này giá cao ấy, thằng con bé là nó trắng trẻo mập mập ấy. Hai kia đây. Rồi, đủ chưa?
đấy, 20 triệu đấy. Đếm lại xem nào. Chú ơi, ok rồi. ตัวโอ้หลายตัวช่วยถึงคุณปวดเอาไม่คุณนี่ต้องมีลามล้อคุณปวดคุณเชียร์ด้วยเชื่อท้าหลายคนพวกกันนะเดี๋ยวผมไปมีนึกว่าจะบันโต๊ะก็มีฮะที่มีพวกกุ้งอันที่ไม่ล้อกุ้งอันที่เอ็กซ์ปวดคุณมาที่พวกตาโตตาเสียปวดคุณมีล้อเชี่ยวหอนปวดอ่ะที่กำเอิญช่วยโอ้หลายตัวเสียปวดมากคือเสียปวดดิบ Tìm mấy ngày tìm không thấy con. Đấy, bây giờ tìm.
con về, bây giờ con được đi đâu nữa con nhá. Sao? Xin lỗi con nhá. Lạc mất con lại tìm cái này không thấy. Ăn cái nào đỡ mình đói nhá, tí tối bà nấu cơm cho con ăn nhá. Pha lam ăn pha lam con ăn nhá. Ăn đi ăn cho đỡ đói nhá. Ăn miếng bé không con, miếng to thì không nuốt được. Ăn từ từ mà nhẹ. Cái tà thường cũng ăn uống một dao. Con đang đi tắm đi thì mày đeo con áo tắm cho con nào.